cơ sở gỗ Tùng Tám kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 14 tháng 7 năm 2022. Và buổi chiều hôm nay bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám là có hoàn thiện xong mộc cái một bộ sản phẩm cái bàn ghế phòng khách của anh Thanh tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Thì anh có đặt chúng tôi là rất nhiều các sản phẩm khác nữa, như là bộ bàn ghế này, kệ tivi và một bộ đồ thờ nữa. Thì hiện tại tôi sẽ quay mộc và gửi cho anh bộ bàn ghế này. Còn cái bộ bàn thờ thì chúng tôi đã có video rồi. Đây, bộ này bao gồm 6 món kích thước là tay cột 12 bằng chất liệu gỗ hương đá quý vị nhé. Đây, đây là hình ảnh tổng thể và cái phần gỗ nguyên mộc của bộ sản phẩm. Thì trước khi hoàn thiện vào phần sơn ấy, thì bên xưởng gỗ Tùng Tám nó cũng có quay lại cái phần mộc này để cho anh Thanh có thể xem được cái sản phẩm của mình. Đấy, từ lúc còn nguyên mộc. Đấy, các bác xem đây. Đây là hình ảnh của chiếc ghế dài. Và chiếc ghế dài này thì có kích thước là 2m37 phần khuôn tranh, phần tranh và sâu là 60. Đấy, toàn bộ phần gỗ lạt rất là đẹp, gỗ rất là đẹp luôn các bác. Đấy, còn nguyên thô nguyên mộc thôi, và mộc mạ các thứ thì là rất là sắc nét vân gỗ đây các bác. Đây là phần gỗ mộc mà vân đã đẹp như này rồi, khi chúng tôi hoàn thiện và sơn vào thì nó còn nổi lên rất là đẹp nữa cơ. Vách là đục là tứ quý, là phúc lộc thọ, có ba chữ phúc lộc thọ, và vách là tứ quý tùng trúc cúc mai nhé. Đó. Chi tiết đây, chi tiết phần mộc của bộ sản phẩm đây. Đó, các bác xem. Đó, như là gửi cho anh Thanh xem. Đó, thì đây là chiếc bàn. Chiếc bàn này có kích thước là 70 1m4, hai chiếc đôn, một chiếc là 40 x 40 và một chiếc là 70 x 40. Ở bên này là hai chiếc ghế nhỏ. Hai chiếc ghế nhỏ có kích thước là khuôn tranh là rộng 97 và sâu 60. Toàn bộ kiểu dáng ghế là mẫu Tần Thủy Hoàng. Các bác xem. Anh Thanh xem là trực tiếp có sản phẩm này trước khi chúng tôi đi vào hoàn thiện. Đấy, thì đây các bác xem là đường nét chi tiết rất sắc nét, đục chạm rất là sắc nét nhé, sạch sẽ nhé. Đây là nguyên mộc thôi nhé, còn chưa đi vào hoàn thiện một chút nào cả, chưa hoàn thiện một chút nào cả, chưa đánh cái giáp gì cả. Đây chúng tôi mới lên mộc xong. Đấy, quay và gửi cho anh Thanh xem. Đấy, gỗ rất đẹp. Đấy, quay phần mộc thô để khách hàng còn xem được. Quý khách hàng nào có nhu cầu muốn mua sắm các sản phẩm đồ gỗ nội thất phòng khách, những bộ bàn ghế như này, thì có liên hệ trực tiếp bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Xưởng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đấy, số điện thoại là 0987 51086, website là đồ gỗ tùng8.com. Đó, đây là bộ sản phẩm của anh Thanh ở tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Rồi, ok, xin chào tất cả mọi người.